Rồi các bạn đọc đề nè, câu 5 trang 102. Các tính thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế nhập khẩu ô tô đã được điều chỉnh lại vào ngày 1 tháng 7 năm 2020 dẫn tới việc thay đổi mạnh trong các tính giá xe. Trong tất cả các loại xe thì chỉ có xe cỡ chở người dưới 10 chỗ dung tích xi lăng động cơ là từ 1.500 cm3 trở xuống được giảm thuế với giá hiện hành. Hiện nay giảm 45% tiền thuế nha, mức thuế cho loại xe này là giảm đi từ 45%, là ý nói là tiền thuế là đóng 45% đó các bạn, 45% trước nha, trước ngày 1 tháng 7 năm 2016 xuống còn 40% đó, là từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 đến 1 tháng 1 năm 2018 còn giảm xuống 35% này, 35% này, 35% này là kể từ, là ý nói sau đó, sau ngày 1 tháng 1 năm 2018. Rồi ngày 10 tháng 10 năm 2017 có một bác ba mua một chiếc ô tô tại cửa hàng đã tính thuế là 735 triệu đồng. Thì các bạn nhìn vào ngày 10 tháng 10 năm 2017 có trước thằng này không ạ? Không nha các bạn, không trước nè, nó nằm trong từ đây nè. Đây, nó nằm trong đây. Vậy giảm bao nhiêu ạ? 40%. Được chưa? Tiền thuế phải đóng là 40% so với cái giá gốc đó các bạn. Đây là 40% so với cái giá gốc nha. Đó, vậy mình sẽ gọi ít là số tiền mua xe chưa tính thuế, mua xe chưa tính thuế. Được chưa? Rồi, vậy mình sẽ tính thuế vào nè. Tính thuế 40%, vậy là ít nhân 40% chính là số tiền thuế phải đóng khi mua ngày 10 tháng 10 năm 2017. Đây là giá gốc nè, chưa tính thuế nè, đây là tiền thuế nè. Vậy hai thằng này cộng lại sẽ ra đúng số tiền theo đề bài ta có. Đó là lấy số tiền nè, số tiền chưa tính thuế nè cộng với số tiền tính thuế nè sẽ ra đúng 735 triệu đồng. Đó, ở đây mình cho đơn vị là triệu đồng luôn nha các bạn, cho nó gọn nha, đơn vị là triệu đồng luôn. Rồi, vậy ở đây các bạn yết ra là 1 cộng 40% bằng 735. Vậy từ đây mình tương đương yết sẽ bằng gì ạ? Lấy 735 chia cho 1/4, 735 chia cho 1.0, 1.4 ra bao nhiêu ạ? 525 triệu đồng. Vậy xe mà chưa tính thuế là 525 triệu đồng, còn tính thuế rồi là 735 triệu. Ok chưa ạ? Ok chưa mọi người? À đúng rồi nghe. Sau đó nè, nếu chú ba mua xe vào ngày 16 tháng 6 năm 2016 thì nó sẽ tính thuế bao nhiêu ạ? Ngày 16 tháng 6 năm 2016, vậy là trước ngày này đúng không ạ? Trước ngày này là 45% đó. Vậy mình tính câu B nè, số tiền mua xe vào trước ngày vào ngày 16 tháng 6 năm 2016, vậy lấy số tiền gốc nè nhân cho tiền thuế nè, đó là lấy số tiền gốc là tăng giá đó các bạn, nhớ đi ạ. 1 cộng cho 45% và các bạn tính ra giúp đỡ, được chưa? Đó, tính ra giúp đỡ. Ok câu B chưa? Sau đó tới câu C nè, dự kiến mua
vào ngày 1 tháng 1 đến dự kiến đến ngày 1 tháng 1 xe đó bán với giá bao nhiêu? Giả sử tiền gốc của mình là bao nhiêu à? Đây. Không đổi nè, tiền gốc nè. Đến 1 tháng 1 năm 2000, thấy không ạ? À? Đến ngày này nè thì lãi suất bao nhiêu à? Thì các bạn chỉ cần ghi lời văn vào và các bạn lấy tiền gốc nè nhân cho 1 cộng lãi suất hay còn gọi là thuế đó thì cộng thêm 35%. Vậy các bạn tính ra được số tiền của câu C khi mua ngày 1 tháng 1 năm 2018 nha các bạn. Ok chứ mọi người. Mọi người trong quá trình giảng có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp lại để lại khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều.